Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành chiến lược quốc gia về dinh dưỡng của ngành y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030, trong đó đặt mục tiêu nâng chiều cao trung bình của nam thanh niên lên 170,5 cm vào năm 2030 với nữ con số này là 159 cm. Trong kế hoạch số 4785 mà Sở Y tế Hà Nội ban hành về thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng của ngành y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030, thủ đô xác định 4 mục tiêu cụ thể gồm: triển khai chế độ ăn đa dạng, hợp lý cho mọi lứa tuổi theo vòng đời của người dân thành phố Hà Nội. 2. cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ trẻ em nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc thành thiếu niên tại thành phố Hà Nội. 3 là kiểm soát tình trạng thừa cân, béo phì Dự phòng các bệnh mãn tính không lây, các yếu tố nguy cơ có liên quan ở trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành. Thứ tư, duy trì bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ. Theo chuyên gia Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chiều cao không hoàn toàn do gen mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giới tính, dinh dưỡng, môi trường hay bệnh tật, tâm lý, vận động, thể lực, giấc ngủ vân vân trong đó yếu tố di truyền quyết định khoảng 23% chiều cao và yếu tố này không thể thay đổi được. Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng nhất chiếm khoảng 32%, tiếp đến là rèn luyện thể lực quyết định 22%, còn lại là các yếu tố môi trường sống như giấc ngủ, không khí, tiếng ồn vân vân.